Đây, để em test chạy cho các bác nha. Các bác xem nha. Chúng ta chơi hàng nhà, hàng giá, không là chơi đạp, không là chơi không có kẹp, không có gì hết. Rồi em xin chào các bác nha. Các bác có sử dụng thì liên hệ với công ty Đức Tùng nha các bác. Chụp hình lại cái máy này là em sẽ chiếc ra. Rồi em chào các bác nha. Công ty Đức Tùng có con máy Mitsubishi máy 3. Cái máy này nó tốt gỗ hơn tốt Phúc Sơn nha các bác. Cái dòng Mitsubishi là cái này nó bằng nhôm nè, nó dễ, nước sơn nó dễ tróc lắm, mình xịt nó dễ bong nước sơn lắm, bị này bằng nhôm đó. Các bác nhìn cái lốc rồi đẹp không, mấy cái bằng nhôm với mấy cái mà ấy nè, mà như bằng thao là sơn nó không có ăn, không bao lâu là nó bong rồi, ăn thua là dàn hơi. Máy là ăn thua dàn hơi, còn nguyên zin, kính hơi nguyên zin là ok. Bơm bét đó. Đây cái thông số đâu rồi, đây cái này là máy này là thông số nó là 3C nha các bác, là 3C 0808 lời hay là 4 gì đó không thấy rõ đó. Các bác có nhu cầu sử dụng con máy này thì chụp lại màn hình lại nha, chụp hình thông số lại rồi nữa rồi alo với công ty Đức Tùng, số điện thoại là 0938312207 đó. Này em mới rảnh em rửa này, là em lấy dầu nước rửa xe ra sạch rửa thôi chứ không có rửa bằng gì hết, còn dơ hèn. Rồi em test chạy hơi và cho dần hơi cho các bác xem. Máy là ăn thua dần hơi, bơm bét còn ngon lành là ok thôi. Chứ còn cái mẫu mã ngoài nó đẹp, đẹp thì nó tốt hơn, nhưng mà ba cái này như mình tháo cái nắp này ra mình sơn là cũng bình thường thôi, nhưng mà tụi bên em là không có ấy, máy sao là để y vậy.